quá trình bạn Giang leo cây rất là mẹ chuyên nghiệp. Dạ. Ừ. Bữa tao thấy thằng kia nó chỉ tao làm YouTube ngon phết. Mày có tính làm rồi chưa? Làm phải mua cái máy nữa. Rồi, mua cái camera nữa thôi. Ừ. Chơi không? Mà cái dây này sợ nó ngắn quá rồi mày ơi. Dây này sợ nó ngắn quá rồi, tính mày trèo lên cao là không tới đâu. Tao cột cái dây xanh cho mày nhá. Hả? Yeah. Tao cột cái dây xanh cho mày nhá. Chưa cao mà. Mà hết dây này rồi. Hết rồi đúng không? Ừ. Rồi này cột.